Tôi rất là may mắn khi mà được tham gia cái chương trình Hành Trình OCOP, và hôm nay tôi có dịp được tham dự cái chương trình xúc tiến thương mại do Hành Trình OCOP tổ chức. Đối với chúng tôi thì đặc thù là ở vùng sâu vùng xa, nên là cái việc mà để quảng bá được những cái sản phẩm như này nó rất là khó khăn. Nhưng mà qua cái hành trình như thế này thì chúng tôi được lan tỏa một cách rất là mạnh mẽ, và có thể là đưa những cái sản phẩm, những cái lợi ích và những cái riêng biệt của vùng Tây Bắc đến với quý khán giả và khách hàng cả nước. Các đại biểu cũng đã được tham quan nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP với đa dạng các sản phẩm chất lượng, thiết thực đối với